Kênh Nhà Nông Miền Tây xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 12 tháng 1 năm 2022, kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật tình hình giá thanh long tại các tỉnh miền Tây và Bình Thuận để bà con mình tham khảo. Trước tiên, kênh xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh để có thể mang đến nhiều thông tin hỗ trợ cho quý bà con. Thưa quý bà con, đứng trước tình hình xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, thì hiện nay, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về tình hình ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thì để tăng cường hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước nhằm giảm áp lực cho thị trường xuất khẩu, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp khẩn trương thực hiện một số nội dung quan trọng. Trong đó là giao cho vụ thị trường trong nước phối hợp Cục Xúc Tiến Thương mại và các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản của các địa phương tại thị trường trong nước thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tăng cường ứng dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ nông sản để giảm áp lực cho thị trường xuất khẩu hiện đang gặp quá nhiều khó khăn do chính sách điều tiết cửa khẩu của một số nước có biên giới với Việt Nam. Đó thì đây là một số thông tin ngày hôm nay mà chúng ta nhận được ha bà con ha. Đó là sự hỗ trợ từ các cơ quan ban ngành. Thì hy vọng rằng những động thái này sẽ giúp đẩy giá nông sản của chúng ta quay trở lại cái mức tốt hơn. Tuy nhiên tình hình hiện tại thì vẫn còn đang khá là căng thẳng, cho nên là giá nông sản vẫn đang nằm ở mức thấp. Hôm nay thì giá thanh long của chúng ta vẫn chững ở mức thấp ha bà con ha. Cụ thể thanh long ruột đỏ miền Tây loại 1 từ 5 đến 7 ngàn, loại 2 từ 3 đến 5 ngàn, loại hàng giạt từ 1 đến 2 ngàn đồng. Thanh long ruột trắng miền Tây mua xô từ 2 đến 4 ngàn đồng. Tiếp theo là Bình Thuận, thanh long ruột trắng bò đẹp là 6.000, 5.000 và 4.000, bò sàn là 4.000, 3.000 và 2.000, hàng giạt là từ 1 đến 2.000 đồng, thanh long ruột trắng mua xô có giá từ 2 đến 4.000 đồng, thanh long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp giá về vựa là từ 5 đến 7.000 đồng. Bà con lưu ý giá còn có thể chênh lệch tùy theo mỗi địa phương nữa nha bà con nha. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.